Không bỏ lại nè. À, em có thể chia sẻ đi. Dạ con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã chia ra một số tiền để giúp cho bà ngoại con sáng mắt. Ừ. Dạ con cũng lên Sài Gòn để làm việc thật tốt để về lo cho em con đi học, lo cho bà ngoại với mẹ con. Chị các bạn thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chị nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được ngay cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000 mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì chiều ngày hôm nay anh em đang đứng phía trước cái đường làng đi vô nhà của chị Nga, mẹ của bé Tiền và bé Lan. Thì ngày hôm nay anh em mình hỗ trợ cho ba mẹ con để có xe ngoài lộ rồi, thì ba mẹ con sẽ đi qua thăm bà ngoại. Tại vì rất là lâu rồi, nghe bé Tiền chia sẻ với bé Lan là cách đây cũng rất là lâu rồi không về thăm bà ngoại nha quý vị. Thì đây hiện tại kìa, ba mẹ con khác kìa. À, phía trước mặt quý vị khán giả ở đây thì ba mẹ con đang đi ra đây. Ba mẹ con vừa đi vừa trò chuyện cái gì vậy ta? Thấy vui vẻ quá ha. Chắc đúng rồi. Là nôn nao qua thăm bà ngoại đó. Cũng đã lâu rồi mà. À, lâu rồi không được gì nhà ngoại. Hôm nay được. Rồi chào ba mẹ con nha. Dạ, rất là vui luôn cả nhà ơi. Ba mẹ con về bà ngoại hả? Chào chị, chào rồi cứ đi ha, ra ngoài xe tụi em đang chờ ngoài. Cảm ơn mấy chú, đi con. Đi hai đứa. Đi. Cái đường thì đi bên nhà từ nhà mẹ của bé Lan và đi qua bên đường vô nhà bà ngoại thì cũng nó rất là khó đi như vậy, toàn lộ đất không à quý vị ơi. Tại vì trời mưa, trời nước lớn lên nó ngập vậy nè. Sình còn nè ha. Thấy mấy cái đường ngoài kia thì người ta có đội tráng đan, nhưng mà ở đây kiểu giống như là nhà của bé Tiền thì ở trong một cái hậu vậy đó. Nên thành ra là đường này là đường đất. Chạy gì trong đây, khu dân đây thì cứ ruộng vườn không à. Ít có nhà cửa lắm nên là cái đường thì không có làm đường đan. Có khán giả comment nói cái đường này là ban ngày còn không dám đi nữa, nói chi là ban đêm. Đúng rồi. Chú ơi, vắng lắm. Ừ. Rất là vắng luôn á cả nhà. Anh nè, về đây tôi nghe gần tới lộ mà mấy con dĩ kêu quá nè. Con ồ cọp cành hiêu quá, với lại con chim. Mấy chim. Ở đây người ta cũng có nuôi yến gì phải không rồi? Đúng rồi. Rồi ba mẹ con tính về ngoại chơi mấy giờ, mấy ngày mới gì không? Hai ba ngày nữa chú ơi. Hai ba ngày luôn hả? Lâu không bà ngoại nữa. Ở chơi lâu lâu để hả gì à? Về nhà cũng đâu có làm gì đâu. Cái tiền đó Sài Gòn mới về á. Mừng quá nên giỡn không bà ngoại luôn. Trời ơi, hồi nãy không biết gì tụi em vô sớm mua cho cái ba lô, chờ cái ba lô nó rách dưới vậy luôn hả? Tùm lum chân vậy? Tùm lum vậy. Trời ơi, ba lô nó rách luôn kìa. Để đi ra chợ tụi em gặp mua cho tặng cho cái ba lô. Đây, cái đường thì ban ngày cho quý vị xem nè. Đó. Dòng sông luôn. Dòng sông. Dòng sông quê em. Bây giờ ba mẹ con ăn uống gì cho chị Nga? Trời ơi, chưa ăn luôn hả? Chưa ăn nữa hả? Vậy lát tụi em mời ghé chợ ăn với tụi em nha. Ủa giờ này có hủ tiếu gõ không chị? Có ghé ngoài trời thì trắng có mà. Lâu quá thèm hủ tiếu gõ đấy, anh em ơi. Đường đi qua nhà của bà ngoại thì sẽ đi ngang cái thị trắng mà. À, mệt quá. Hôm nay bé Lan nhìn thấy xinh xắn ha. Di ra gặp bà ngoại vui không bé Lan? Dạ
vui. À, nãy giờ thấy chú thấy cười hoài nè. Lâu rồi không, lâu rồi không có về ông ngoại mà. Bữa nay được về ngoại vui ha. Hơn năm rồi, tới cũng không được về luôn. Hôm nay chị nghe thấy sao? Chị nghe vui không? Vui. Nhà mấy chú đưa giùm con nhà ngoại, cảm ơn mấy chú rất là nhiều. Tới nhà ngoại cái nhà. Đây là bà ngoại. Tới, tới nhà ngoại. Cháu là bà ngoại nè. Dạ, ngoại mẹ con chào ngoại mới qua. Mẹ con mới qua. Dạ, con chào ngoại. Dạ, chào ngoại. Dạ, con chào ngoại nha. Chào ngoại nha. Trời ơi, mấy bà cháu lâu ngày không gặp ha. Giờ gặp quay quần bên nhau luôn ha. Ba người giống nè. Thầy á. Lâu lắm mới gặp mẹ nè. Con lấy mai rồi. Con suốt. Giờ cảm bệnh mà già vậy đó. Già dạ, thôi khổ lắm đó. Rồi, lấy ghế rồi ra. Dạ. Rồi, để nào mà giờ tới đây. Từ chưa tới giờ, thôi phải đứng ngồi với bà ngoại kìa. Lấy nước uống con. Lấy cái ghế nữa. Không không bà ngoại nè. Để mấy tiền ngồi đi, ngồi đi. Ngồi còn ghế nữa đó. Còn bà ngoại. Làng này lớn quá à. Lớn ngoại. Là mấy ông dù ngoại lớn không? Nhớ ngoại không ra? Mẹ nhớ. Rồi, nghỉ lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Rồi mẹ con bệnh đó, con quay đi bắt ốc rồi để nuôi mẹ hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp quá. Không có đi, tôi không có đi về thăm cháu được. Già cả rồi. Anh năm mới nay không về thăm mẹ, thấy có ớt. Dạ, yeah, bà ngoại cho con hỏi là thì bữa nay là anh em con cũng hỗ trợ cho chị Nga với lại bé Tiền, bé Lan đi về thăm bà ngoại, thì bà ngoại cảm nghĩ như thế nào bà ngoại? Bà ngoại rất là vui. Dạ. Mừng. Ở một năm mấy rồi con cháu nó không có về. Dạ. Bữa nay nó về bà mừng quá con ơi. Cảm ơn mấy con dữ lắm. Dạ. Rồi ngoại cho con hỏi nè, bữa con anh em con có ghé mà đưa bé Tiền đi gặp bà ngoại đó, thì tụi con thấy bà ngoại đau nhất thì tụi con có tặng cho bà ngoại chai nhào đó. Bà ngoại uống bữa giờ thì cảm giác trong người như thế nào bà ngoại? Nó đỡ nhức chân rồi. Dạ. Uống nó đỡ nhiều. À, vậy là mình mới uống có cũng ít hôm đây mà có hiệu quả không ngoại? Dạ có hiệu quả. Uống mới có một chút mà, mới dạ. Mấy bữa à. Đó là bà ngoại uống thấy kỳ nó bớt hả bà ngoại? Nó bớt. Dạ. Bớt, nó bớt thấy rõ. Dạ. Thì đợt này thì giống như là bữa giờ thì bé Tiền cũng có xin với nhóm anh em con là muốn là đi lên Sài Gòn để mà bán vô công ty bán cái nước cốt nhào đó với lại mật ong. Đó thì có gì là tụi con sẽ gửi xuống cho bà ngoại thêm ha. Dạ, bà dạ. Ngoại cảm ơn nhiều bà ngoại con. Dạ. Khi nào có dịp thì con mới gửi xuống. Dạ. Mấy con cũng mắc bệnh lu bu quá, bà thì không có đi đâu được hết. À, chị Nga ơi. Dạ. Thì ngày hôm nay mà anh em hỗ trợ đưa cho chị Nga đi qua gặp mẹ nè, rồi trong người cảm giác của chị nghĩ như thế nào chị Nga? Vui mấy chú ơi, có năm mấy nay chưa có về thăm mẹ, thấy bà già bệnh nhất giò nhất cẳng tội nghiệp. Dạ. Mừng. Vui. Dạ. Vui quá. Thôi con ở đây chơi với mẹ mấy bữa đi. Dạ. Rồi hả về để dạ. Cho mẹ vui. Dạ. Giờ mẹ thì không có đi được. Dạ. Rồi con ở đây chơi với mẹ mấy bữa cho mấy nhỏ nó chơi. Dạ. Rồi hả đi về. Cái ra mới tiện ở với ông ngoại mấy ngày về. Dạ. Sao mấy Tiền, bữa nay mẹ nè rồi cùng với lại em gái nữa mình đi qua thăm bà ngoại thì em nghĩ sao Tiền? Dạ con vui. Ừ. Dạ ngoại ơi, con hỏi ngoại cái này nè ngoại, như là hổm gà anh em con đưa clip lên đó thì nó nói là ngoại là con mắt của ngoại á bị cườm đúng không ngoại? Bị cườm. Dạ, như là thí dụ có người mà người ta muốn là hỗ trợ ngoại đi mổ mắt á thì ngoại nghĩ là có được không ngoại? Nếu như mà có Mạnh Thường Quân mà thương vậy thì ngoại rất cảm ơn. À, như là ngoại cũng đồng ý ha. Tại vì con cũng bữa đó là có Mạnh Thường Quân nói con là để con hỏi ý kiến lại ngoại. Còn ngoại đi mổ mắt á, thì tụi con sẽ hỗ trợ xe cộ cho ngoại đi.
rồi mẫu mắt sẵn cho bé Tiền á, như là câu sóc ngoại luôn. Dạ. Vậy là ngoại đồng ý ha. Dạ. Thì có gì để con báo lại mà với cái cô Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Đúng rồi. Mẫu mắt rồi, ngoại cảm ơn nhiều. Dạ. Nhưng mà là bữa hổm con hỏi cũng chưa có hỏi kỹ là cái tình trạng nếu mà mình mổ vậy thì ngoại có đi khám người ta có nói như thế nào không? Thì bây giờ mắt mình đó là bác sĩ nói là bị cườm lớn. Dạ. Tuổi rồi, cườm với già rồi phải đi mổ. Dạ. Mà tại bà ngoại không rài không có tiền. Dạ. Rồi với lại không có ai ra nội, không ngoại không có đi. Dạ. Hồi nay có bé Tiền nó về, để nếu như được thì nhờ nó nuôi giùm, để Mạnh Thường Quân có hỗ trợ thì bà ngoại đi mổ. Dạ. Để cho thấy đường, để đi đó không thấy đường. Thì có thể là anh em con sẽ chia sẻ cái video clip này lên, thì có thể là đến gửi đến với những Mạnh Thường Quân mà muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bà ngoại, cho bà ngoại đi mổ mắt. Thì sẵn đó thì có thể là đi lên trên Sài Gòn, xong rồi mình đi qua mình khám, mình mổ mắt luôn, rồi sẵn có bé Tiền đó tiện chăm sóc bà ngoại nữa. Dạ. Chứ bây giờ dưới quê này thì chị Nga thì ở xa nữa, rồi lâu lâu mới về đây thì cũng khó. Dạ, không có ai chăm sóc hết. Dạ. Bây giờ sẵn có bé Tiền nó về thì nhờ nó chăm sóc bà ngoại, khi bà ngoại mổ mắt, rồi để cho nó bà ngoại mắt đồ thấy đường, rồi nói làm lại giấy tờ đồ nữa. Dạ thì bữa giờ thì con cũng chia sẻ với bà ngoại gì. Anh em con về bên nhà bố bé Tiền á, thì cũng đã dẫn cho bé Tiền đi làm giấy lại rồi. Rồi xong xuôi hết rồi. Rồi cái số tiền nợ của chị Nga thì nợ đó thì tụi con cũng đã trả rồi, xong xuôi hết. Dạ. Nên là bà ngoại cũng an tâm nha. Dạ, dạ, vậy cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Thì ngày hôm nay là anh em muốn giống như là những gì mà bà ngoại nhớ cháu, thì anh em của con cũng có sẵn xe đây nè, chở cho ba mẹ con đi qua thăm bà ngoại luôn. Thì bé Tiền cũng nói là có cái nhảy là muốn đi lên Sài Gòn để mà xin việc làm. Thì vô công ty của tụi con đó thì ngày hôm nay Tiền, em có mẹ nè, có bà ngoại luôn à, thì em có thể nào muốn chia sẻ như thế nào không Tiền? Dạ, con muốn theo mấy chú lên Sài Gòn làm chung với mấy chú. Nếu như mà con thoải mái đầu óc lại, tỉnh táo lại, rồi con làm giấy tờ đồ xong, rồi con lo cho bà ngoại mổ mắt đồ xong rồi thì con liên hệ với mấy chú, nhờ mấy chú giúp đỡ. Yeah. Nói chung thì chị Nga này cảm ơn mấy chú rất là nhiều, hỗ trợ cho mấy mẹ con đi thăm ngoại. Yeah. Hỗ trợ đi khám bệnh cho bà ngoại nữa, có tiền đi làm. Ở dưới quê này cũng khổ mấy chú ơi, nghèo lắm. Nha. Nhưng bà ngoại, bữa mà bà ngoại nói với anh em con á, cái anh em con đi về sơ ý quên, không để ý chị Nga đây. Khi mà anh em con vô trò chuyện thì khi mà đăng clip lên á, thì có khán giả người ta lại bình luận như chị Nga, nói chị Nga ở nhà thì người mẹ mà thấy chị Nga cũng khỏe mạnh, mà nhộm tóc, rồi sơ móng tay nữa bà ngoại. Rồi xong đó thì mấy ngày kia thì cô chú bình luận quá nhiều luôn, rồi con mới hỏi là bé Tiền, con mới nhớ trực lại bà ngoại nói. Thì chị Nga đây là có bị triệu chứng tâm thần nhẹ đúng không bà ngoại? Dạ. Dạ. Bởi vậy á thì con hôm qua thì bé Tiền cũng đã chia sẻ rồi với lại rồi thì khi về khi khác. À dạ. Ổn định tâm lý. Dạ. Thì lúc thì nó vui, lúc nó buồn. Dạ. Lúc thì nó làm này, lúc làm kia. Rồi bà ngoại thì cũng già rồi. Dạ. Rồi đâu có mà săn sóc nó được. Thành ra bây giờ nhờ mấy chú giúp đỡ. Anh em con lên á thì cái cô Mạnh Thường Quân bữa nói chuyện với con đó thì sẽ hỗ trợ bà ngoại, trước đó là mổ cặp mắt của bà ngoại ha. Rồi còn về vấn đề mà bà ngoại bị khớp đó thì anh em con hỗ trợ thuốc nhào đó cho bà ngoại uống, khi nào bà ngoại hết thì thôi. Anh Khang nói gì, anh Khang nói đi. Vậy là ngoại chị Nga đồng ý cho bé Lan, bé Tiền lên Sài Gòn làm với tụi con ha. Dạ. Sau khi điều trị mắt cho ngoại xong là cho bé Tiền lên với tụi con. Dạ. Tụi con cũng hứa ngoại với chị Nga luôn, nếu mà bé Lan mà làm chung với con thì tụi con sẽ hỗ trợ này kia nọ cho bé Tiền.
Còn nếu mà bé tiền á, đi làm chỗ khác thì con không biết. Thì nếu mà con có biết á, chỗ nào con cũng lại hỗ trợ luôn. Đó. Thì con cũng hứa với ngoại, với chị Nga. Nếu mà bé lên chợ á, tụi con sẽ giúp đỡ và hỗ trợ dạ, cho bé tiền. Ngoại cảm ơn mấy chú rất nhiều. Dạ. Nhờ mấy chú giúp đỡ mà bà ngoại được như vậy rồi. Gặp con cháu gia đình đoàn tụ, ngoại cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Bây giờ thì bé tiền á, thì nói chung là trên cộng đồng mạng á, rất là nhiều cô chú muốn giúp đỡ cho bé tiền luôn. Thì người thì muốn giúp này, người muốn giúp kia. Nói chung là công việc hỗ trợ cho công việc cho bé tiền rất là nhiều. Nếu mà không việc làm chung tụi con, vẫn có mấy cô chú ở trên cộng đồng mạng là giúp đỡ cho bé Lan có công ăn việc làm và nơi ở, ăn ở luôn. Đó. Cảm ơn mấy chú rất nhiều. Ngoại cảm ơn mấy ngoại ơi, sau cái ngày mà mấy anh em con đến thăm ngoại cùng với bé tiền á, trước khi mà tụi con về á, thì sẽ là đưa chị Nga đến đây để gặp ngoại. Mà sau đêm đó ngoại có suy nghĩ, ngoại có vui không ngoại? Ngoại có mong chờ mà cái ngày hôm nay không ngoại? Có chứ, trời ơi, mong gặp con dữ lắm. Mà ngoại già ngoại không có đi được. Dạ. Con thì nó cũng bệnh hoạn mà nó cũng không có tiền. Dạ. À, mới nay nhờ mấy chú giúp đỡ đưa con tôi về đây. Con cháu tôi cảm ơn mấy chú dữ lắm. Dạ. Dạ. Không có gì bằng hết mấy chú ơi, mẹ con sum họp mừng lắm. Dạ thì chứ nhất là con thể thông báo cho ngoại một tin vui như gì nữa, là sau khi mà anh em con sẽ nói chuyện với lại bệnh thường quân về cái sự việc mà cho bà ngoại mổ mắt. Thứ hai nữa thì anh em con sẽ trích cái quỹ tiền mà bán hàng của anh em con để con quay xuống một chuyến nữa để sẽ cho bé Lan đi học trở lại giống như người ta. Đó thì bà ngoại nghĩ như thế nào bà ngoại? Bà ngoại cảm ơn mấy chú nhiều lắm, bà ngoại đội ơn nhiều lắm để cho cháu bà được quay lại trường. Dạ. Cái điều đó là bà rất là mong muốn mà bà thì không có khả năng. Dạ. Mẹ nó cũng không có tiền, mẹ nó cũng bệnh hoạn không có tiền. Nhờ mấy chú giúp đỡ là bà đội ơn dữ lắm. Dạ. Dạ. Sao chị Nga? Sao nãy giờ em thấy chị thấy hơi buồn vậy? Đúng rồi. Sao mẹ buồn? Là sắp cũng rời xa con gái nữa. Con gái đi làm rồi. Bây giờ chị biết tiền đi làm thì chị có buồn không chị Nga? Buồn chứ ơi. Nghèo mà phải cho nó đi làm sao giờ? Có chịu. Nói gì có mấy bữa rồi vui đây, mốt đi nữa rồi. Có chịu thôi. Nó thì những gì mà giống như ngày hôm nay có bà ngoại nè, quý vị cũng khán giả cũng đã xem được à. Khi mà anh em mình nói chuyện với là chị Nga đây á, thì anh em mình nhiều khi á, là quý vị khán giả sẽ để ý đi à, anh em có thể là hỏi một đường mà có lúc thì chị Kha trả lời một nẻo luôn á quý vị. Dạ. Yeah. Bởi vì cái tinh thần nó không có ổn định chú. Dạ. Yeah. Lúc dày lúc khác rồi thành thử ra rồi tôi cũng không có gần gũi để mà chăm sóc nó được. Dạ. Thành thử ra tôi giờ cũng nhờ mấy chú giúp đỡ, tôi cảm ơn dữ lắm. Dạ. Thì như là cũng là cái vừa qua anh em con lên clip đó, thì cũng có nhầm khi á, là bé Tuyền nói á, thì cô chú khán giả chỉ nghĩ là mẹ bệnh chừng cỡ khoảng 70% thôi. Hôm nay là gặp thêm bà ngoại nữa, bà nội. Bà ngoại khẳng định lại là chị Tuyền bệnh tâm thần nhẹ, thì cái đó lúc đó là tin 100% tuyệt đối luôn. Dạ. Thì với lại là anh em con cũng sắp xếp để mà cho chị Nga đi khám bệnh, để giống như là mình thấy là hiện tại là có dấu hiệu là nhẹ thôi, thì mình sẽ điều trị để cho chị Nga cũng bình phục lại. Chứ bây giờ mà để như vậy mà mình không có tiền, mình để như vậy hoài thì chị cứ gầu lo như vậy thì càng này trở nặng thêm. Dạ. Dạ. Thôi tôi cũng cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Và cảm ơn trước là cảm ơn mấy chú YouTuber, sau nữa cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Giúp đỡ cho mẹ con tôi. Dạ. Mà cháu tôi được sum vầy là cảm ơn dữ lắm rồi. Dạ. Ngoại ăn cơm chiều chưa ngoại? Dạ chưa. À, giờ này ngoại chưa ăn nữa hả? Chưa ăn. Chắc ngoại nghe chị Nga với lại bé Tiền với bé Lan qua chắc ngoại vui rồi. Ngoại chưa ăn luôn không ngoại? Mình lắm, tính đợi con cháu nó qua rồi nó ăn cơm. Dạ. Thấy nói chung là khi mà ngày hôm nay thì anh em mình cũng đã làm được một cái việc này, thì thật sự là niềm vui của anh em mình không biết là diễn tả sau khi mà cái chuyến hành trình đi về quê này luôn á quý vị.
Thì chị Nga cũng hôm nay cũng nhờ mấy anh em mình cũng như dắt về nhà bà ngoại mới có dịp, nói chung là có nhóm anh em mình mới có dịp để qua thăm bà ngoại. Đúng rồi. Đó. Thì từ bên kia qua đây cũng mười mấy cây số. Đi mười mấy cây số thì đã lâu rồi, vậy mà đã hơn một năm rồi mà không có qua đây thăm ngoại. Hôm nay có dịp nhóm anh em mình thì cũng đã qua đây thăm bà ngoại, cũng như là bé Lan nè, nói rất là nhớ ngoại luôn. Thì hôm nay mới được qua đây thăm ngoại nè. Với bà ngoại ha. Sao qua tới đây nãy giờ có ôm hung bà ngoại chưa bé Lan? Vui không? Còn vui không bé Lan? Vui không Lan? Vui. Vui hả? Rồi vậy ngồi lên bà ngoại, ôm ngoại đi. Em thấy chị Nga như là chị Nga có một cái cảm xúc gì đó, chị Nga buồn thì phải kìa anh em. Tại nó về gặp được bà ngoại nó mừng lắm. Dạ. Mẹ con lâu ngày không có gặp, giờ nó gặp được ngoại nó mừng lắm. Thấy nó vậy chứ nó cũng thương mẹ mà bị nó bệnh hoạn mấy chú ơi. Yeah. Rồi nó không có tiền, nó cũng không có về. Rồi khi mà về mà gặp được mẹ con đoàn tụ vậy là mừng lắm. Cảm ơn mấy chú dữ lắm. Dạ. Yeah. Tiền ơi, sao chú thấy con thấy buồn vậy Tiền? Giờ gặp bà ngoại với mẹ với em gái rồi vui lên đi con. Cái sắp có việc làm nữa rồi. Sắp có việc làm rồi. Vui lên đi con. Cái là em đang buồn là chuẩn bị sắp xa bà ngoại xa mẹ để đi làm hay sao? Thì con đi làm mày thỉnh thoảng con cũng về thăm ngoại với mẹ nghe không? Nhưng mà an tâm đi, đi làm với tụi con á thì tụi con sẽ cho bé Tiền thường xuyên đi về quê, đi về nhà thoải mái chứ. Dạ. Không có phải áp lực là như là đi vô công ty của người ta. Đi về thăm bà ngoại chứ đừng có mà ở luôn ở trong đó mà bà ngoại không có đi được nha con. Thì khi nào mà có thời gian đó thì tụi con cũng cho bé về đây để thăm mẹ với bà ngoại. Dạ. Bà ngoại cứ an tâm ha. Nói chung là đi làm việc với anh em con thì rất là thoải mái, chỉ bán hàng này kia nọ thôi. Dạ. Còn chứ không có ép buộc là phải làm giống như là công ty mà tăng ca hay gì hết. Dạ. Đó thì sẵn đây á, thì sau khi mà để con anh em con chia sẻ cái clip này lên thì phía bên Mạnh Thường Quân mà muốn hỗ trợ bà ngoại mà mổ mắt á thì có gì đây thì anh em con sẽ quay xuống một chuyến để rước bà ngoại lên. Dạ, dạ. Xong rồi đưa cho bà ngoại đi đến để mổ mắt này kia xong xuôi hết rồi tụi con bà ngoại bình phục tụi con đưa bà ngoại về. Dạ, rồi xong lúc đó thì cho bà ngoại lên nếu mà tham quan cái chỗ mà bé Tiền làm việc như thế nào cho bà ngoại an tâm nha. Dạ, cảm ơn mấy chú nhiều nha. Dạ. Cảm ơn mấy chú dữ lắm. Sao bé Tiền thì ngày hôm nay em có cái gì chia sẻ với lại mọi người không bé Tiền? Em có thể chia sẻ cho mọi người nghe đi. Dạ, con cảm ơn mọi người, con cũng cảm ơn mấy chú. Ừ. Con cây trình mèo nó quặp nữa. Nó quặp nữa. Đây, ngày hôm nay thì thấy gia đình của chị Nga, bé Tiền, bé Lan gặp bà ngoại thì nói chung là anh em ở đây cũng rất là vui quý vị. Dạ, gia đình sum họp. Dạ. Mẹ con tôi cũng cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Chị Nga tính định ở đây chơi với ngoại mấy ngày? 2-3 hôm về bển mấy chú ơi. 2-3 hôm hả? Dạ. Là định là khi nào mấy em bé Tiền đi lên Sài Gòn thì chị về luôn hay sao? Dạ, nhà lên Sài Gòn làm mấy chú thì Nga về bển. Vậy là nhóm tụi em mà rước bé Tiền lên Sài Gòn mới chị về nhà bển ha? Dạ. Vậy cũng được ha? Dạ. Với lại con cũng chia sẻ với ngoại về thì con cũng có nói chuyện với chị Nga rồi. Thì anh em con chắc trong khoảng cuối tuần này thì con cũng đã sắp xếp đặt xe rồi. Và bữa trước đầu tiên con về con có nói với ngoại đây về bé Tiền đó ngoại. Yeah. Thì anh em con sẽ đưa cho bé Tiền đi ghé qua bên chỗ Châu Đốc An Giang một chuyến. Yeah. Để mà gặp ông thầy để cho bé Tiền chị cho hết khỏi cái căn bệnh của bé Tiền luôn. Yeah. Rồi xong rồi hả đi về Sài Gòn. Dạ. Yeah. Thôi vậy tôi cũng cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Mấy chú giúp đỡ cho cháu tôi cảm ơn dữ lắm. Dạ. Yeah. Không có gì hết ngoại, anh em con giúp được cái gì thì giúp. Dạ. Yeah. Và thì giống như là quý vị cũng đã xem được là hiện tại hoàn cảnh của bà ngoại ở đây. Thì bà ngoại ở sống nhà có một mình. Rồi xong thì lớn tuổi rồi xong bà ngoại bị xương khớp nè. Thứ hai nữa thì mắt bây giờ là bị còm. Nó không thấy đường. Thì năm nay bà ngoại 85 tuổi rồi. Nên là anh em cũng muốn hỗ trợ cho bà ngoại
về vấn đề giống như là muốn chia sẻ với quý vị khán giả, thì có quý mạnh thường quân nào muốn hỗ trợ cho bà ngoại để mà điều trị đôi mắt thì hãy liên hệ với lại tất cả các anh em trên đây. Thứ hai nữa thì ngày hôm nay anh em muốn chia sẻ một cái video này để mà gửi đến quý vị khán giả cái cuộc mà gọi là đoàn tụ gia đình mà mẹ con bà cháu sau khi mà cách đây cũng đã hơn cả năm trời không gặp nhau. Và chị hơn nghe hơn một năm rồi chú. Dạ hơn một năm trời, hơn một năm rồi mẹ con tôi mới gặp nhau. Dạ giờ cảm ơn mấy chú nhiều lắm mà không biết nói gì hết, giờ chỉ biết cảm ơn mấy chú thôi. Dạ đó chị Nga, bây giờ có Mạnh Thường Quân giúp cho ngoại nè, cũng như là nhóm anh em của em á là chị cũng giúp cho bé Tiền, thì chị Nga có điều gì muốn nói với mọi người không? Chị Nga cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy chú nhiều lắm đã giúp đỡ cho mấy mâm bà cháu. Dạ có cảnh khổ thì trời sáng ngày hôm nay á, thì chị đang dùng trên xã với tụi em á. Dạ. Mà gặp cái ông đó và tụi em đã trả cái số nợ của chị là 30 triệu, thì bây giờ có sẵn có bà ngoại đây thì chị chia sẻ với mọi người là cảm giác của chị lúc đó như thế nào chị Nga? Chị cũng mừng lắm tại vì chú nợ ông kia 30 triệu mà ông đòi ông kia bắt cái tiền làm vợ, nhờ mấy chú lên xã rồi làm giấy tờ là trả xong rồi về chị cũng vui mừng cái tiền. Mà bây giờ là chị an tâm về cái vấn đề mà nợ ổng nữa rồi ha. Dạ. Đó, ổng khi cũng cả hồi sáng thì ổng cũng đã cam kết với mình rồi là ổng sẽ không có đi qua mà nhà mình nữa. Dạ. Thôi vậy bà ngoại cũng mừng lắm, bà ngoại cũng cảm ơn mấy chú đừng cho mẹ con bé Tiền nó thoát nạn. Dạ. Để dạ. Người ta cứ làm khó làm dễ nó hoài, nó trốn chui trốn nhủi tội nghiệp mẹ con nó. Dạ. Nay ngoại an tâm rồi ha. Dạ, nay bà ngoại mừng quá, nào ngoại an tâm. Bé Tiền có muốn nói điều gì không? Bé Tiền muốn nói gì với ngoại không? Có muốn nói gì với ngoại không? Sau cái buổi sáng mà con gặp cái ông đó đó. Ừ. Rồi con muốn nói gì với ngoại không? Cái cảm giác của con. Ừ? Sao con? Vậy ha? Công nhận bà ngoại có. Bây giờ là con tự tin lên chưa? Nó sợ nó lấy lại tinh thần chưa? Giờ nó vui mừng rồi mấy chú ơi, giờ nó vui nói không nên lời nữa. Dạ. Nó mừng quá rồi, giờ nó thoát nạn nó mừng lắm. Giờ tối nay chắc qua đây đòi ngủ với ngoại luôn quá. Có nay ngoại tâm sự với ngoại. Ừ. Ít hôm nữa là đi lên Sài Gòn với mấy chú rồi. Đi để nó nuôi bà ngoại mổ mắt xong rồi. Nếu như được thì nuôi bà ngoại mổ mắt xong rồi nó đi. Dạ. Dạ. Thì nói chung ra là lúc mà bà ngoại đi mổ mắt á, thì anh em con cũng chưa có đưa bé về công ty. Nhưng là cũng là trong cái lúc mà anh em con nhận tiền của Mạnh Quân để hỗ trợ mắt của ngoại đó, thì tụi con sẽ quay lại cái clip đó để gửi đến cho cô chú Mạnh Quân đã giúp bà ngoại. Đúng rồi. Thứ hai nữa thì anh em con ở trên đó đưa ngoại lên thì chạy tới chạy lui, có gì phụ cho bé Tiền luôn. Chứ để nhầm khi mà bé Tiền chân ướt chân ráo đâu có biết gì ở Sài Gòn. Dạ. Thì để có gì anh em con ngờ phụ người ta ăn chân để lo sao cho cặp mắt ngoại sáng lại. Dạ, để còn như là nhìn hai đứa cháu mình với một người con mình đã bị tâm thần nhẹ nữa. Dạ. Thì như là cái hướng tiếp theo thì anh em mình sẽ hỗ trợ về bệnh tâm thần cho chị Nga. Dạ. Thì chị Nga ơi. Dạ. Thì giống như hồi sáng thì tụi em cũng có gửi cho chị số tiền đó là 20 triệu để cho chị ở nhà là chị với lại bé Lan. Dạ. Cũng như là sinh hoạt ha. Đây là đó là cái số tiền mà là cái quỹ của anh em bán hàng bán sản phẩm là nước cốt nhào mà ông Gần. Dạ. Những loại sản phẩm khác thì anh em bán hàng đó để mà làm cái quỹ để đi giúp những cái hoàn cảnh giống như gia đình mình đó, thì chị có để dùng số tiền đó thứ nhất là trang trải cuộc sống với lại mẹ con sinh hoạt ha. Dạ, cảm ơn mấy chú rất là nhiều. Dạ thì dạ, bây giờ thì tụi em sẽ chia sẻ cái clip này lên để cũng như là tiến hành là gửi đến Mạnh Thường Quân để giúp cho bà ngoại mở mắt, xong thì từ đó thì em sẽ quay xuống một lần nữa để mà sẽ đưa cho chị đi khám bệnh và điều trị cái bệnh chị ha. Dạ. Cho hết rồi sống với lại con gái của mình. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Dạ. Bà ngoại với lại con cháu bà ngoại đội ơn mấy chú dữ lắm. Dạ. Dạ. Thì bé Tiền nãy giờ sao mà em kiểu cảm giác là buồn vậy bé Tiền? Thấy trầm tư mà im không có gì không? Con nói đi, sẵn tiện có mấy chú ở đây nè, có tâm sự gì à? Bé Tiền ơi, sao anh thấy em đang buồn vậy?
em có thể nào mà chia sẻ những cái ý, cái nỗi niềm của mình, cũng như là chia sẻ đến quý ông bà cô chú anh chị đang quan tâm câu chuyện gia đình của em không? Dạ có. À, em có thể chia sẻ đi. Dạ con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã chia một số tiền để giúp cho bà ngoại con sáng mắt. Ừ. Dạ con, và con cũng lên Sài Gòn để làm việc thật tốt để về lo cho em con đi học, lo cho bà ngoại với mẹ con. Ừ. Thì thôi bây giờ là em cũng đã vui rồi đúng không? Dạ. Ờ, thì bây giờ là qua đây thì Nam cũng đại diện trong nhóm anh em như là anh Bin, anh Khang và anh Quy. Thì bốn anh em cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là nếu quý vị khán giả mà quan tâm hoàn cảnh của bé Tiền thì sau khi bé Tiền sẽ lên Sài Gòn và vô công ty bán hàng, thì bằng cách quý vị cô chú anh chị ủng hộ bằng cách là mua sản phẩm ủng hộ cho bé Tiền, cũng như là để cho bé Tiền có thêm cái kinh phí để mà về là lo cho em và bà ngoại với là mẹ hai bé Tiền ha. Dạ. Rồi thì bây giờ cũng tối rồi, thì anh em ở đây cũng sẽ đi ra ngoài khách sạn ngủ, rồi sẽ cho bà cháu là mẹ con này kia để sum họp ha, tâm sự nhau ha, sao lâu ngày mình không gặp lại. Ở gia đình bà thay mặt gia đình cảm dạ. ơn mấy chú rất nhiều. Dạ. À, mong có một ngày bà cháu mình gặp lại. Dạ. Thì bà cứ an tâm đi, nếu mà bà uống cái nhà đó hiệu quả thì anh em con lần sau xuống sẽ gửi cho bà thêm nữa ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Rồi em chào chị nha ha. Rồi chào bà ngoại nha, chào các con nha. Chào hai cháu nha. Để trả lại cái giây phút mà để cho bà cháu gặp lại để bao năm xa cách. Rồi chào bé Lan nha. Bé Lan ơi. Dạ chào mọi người.